cái này em bán rẻ đi về này. 2 lít. Hả? 2 lít em đi về. Được chưa? 200 nào, em mua lòng đi về nào. Bà đâu rồi? Chỗ 200 đồng. Chơi luôn đi. Trăm nghìn. Cánh tay phải bà đang chào giá bao tiền? Vâng, 300. Nhiều nụ. Anh, cái cành anh đang cầm bao tiền đấy? 350 à? Em xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị bạn không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Em đang ở chỗ chợ Hòa Xuân, quận Tây Hồ đấy các bạn. Hôm nay là đã vào 26 Tết rồi. Không khí rất là sôi động. Đây, ở giữa cái bùng binh này họ còn làm trang trí thêm cả những cái cây hoa treo đây. Bên dưới là cúc này. Đây, rất là đẹp. Bây giờ em sẽ vòng sang bên kia để mời quý vị bạn xem này. Và trải nghiệm không khí Tết ở thủ đô Hà Nội các bạn nhé. Đây, ngay ở phía bên phải kia họ đang bán đào rất nhiều. Đấy. Dọc phía con đường Lạc Long Quân dẫn đến bưởi kia đào quất ngập tràn luôn. Đông lắm các bạn ạ. Đây đông vui cực kỳ luôn các bạn. Cành đào to đùng luôn. Cành đào 1,5 triệu full nụ. Đỏ quá này nó đỏ hết mất. Ngày mai cũng hết. Chỉ vừa giảm xuống còn có 1 triệu. Chín trăm cây này. Bây giờ em thích lấy đầu hoa đầu đỏ. Cái này có lợi nhiều không? Hay lấy cái này. Lòng này nó về đẹp hoa này. Lòng này nó mới nở được. Trắng nó mới nở được. Trắng nó mới nở được. Này ơi, sôi động.
Càng này triệu mấy đấy chị? Một triệu thôi à? Rẻ nhỉ, nhiều hoa nhiều nụ thế. Vâng. Anh đang chào giá bao tiền đây anh? Triệu mấy? Triệu ba đẹp nhiều hoa. Em cảm ơn anh nha. Vâng anh. Đào Phú Thượng bà hay ở đâu ấy? Bà, đây đào Phú Thượng hay ở đâu ấy bà? Phú Thượng à? Cành tay phải bà đang chào giá bao tiền? Vâng, 300. Nhiều nụ. Và cảm ơn bà nha. Năm nay chợ hơi vắng nhỉ bà nhỉ? Hôm nay thứ hai đầu tuần. À, thứ hai đầu tuần. Nhưng mà cũng vâng, nhưng mà mấy hôm nữa là Tết rồi, 3 hôm nữa, 4 hôm nữa là Tết. Thế một cành 300, một cành 350. Nhưng Nhật Tân cũng, à quên, Phú Thượng cũng làm được cái cành đào nhiều nụ. Phú Thượng hay ở đâu? Hay bà? Nhưng mà đào này, đào Phú Thượng này cũng làm lên cái này cũng gần như Nhật Tân luôn. Thật ra cái cành này thì để đến Tết là được rồi cô ạ, nhưng mà vấn đề là giá cả thôi, đúng không? Cái cành này thì đến Tết là được mà. Đấy, mua cả 2 cành 400. Bốn trăm hơi cành, hai rẻ bà nhỉ? Anh cái cành anh đang cầm bao tiền đấy? 350 à?
cảnh này cái thế dáng đẹp nhỉ. Thế là chốt có 300 thôi hả anh? Thế anh phải bảo em 300 thôi chứ. Đông đúc quá các bạn. Tay trái mấy trăm đây anh? 300 à? Nhiều nụ. Vâng. Cây lại đẹp. Đâu mày xe bác ở chỗ nào? Mày bán chưa? À bán rồi. Đấy lại bán cho tôi rồi. Đây, sao đây rồi? Dạ vâng. Thôi em đang ấy clip. Thank you.
đồng giá 70.000 một cành. Hai cành đấy bà tưởng bà bán chưa bà? Hai cành đấy chị bà. Hai cành lúc nãy chị mua chưa? Bán rồi. Bán rồi, đi về rồi, thì giờ lại hai cành khác rồi. Em đứng tí. Thank you.
không đứng được chỗ đấy đâu chị, chỗ đấy đi ra đi vào mà. Đông quá các bạn, đứng không có chỗ luôn. Bán rẻ đi về nào. Quay thôi chứ không mua gì. Vâng. Anh lấy cái này đi, bán rẻ đi về này. 2 lít. Hả? 2 lít em đi về. Được chưa? Không phải gì cả, 2 lít em đi về. Được chưa?
200 nghìn nữa. 200. Nhưng sao 200 nghìn người ta cũng không mua nhỉ? 200 nghìn ngày nào? Anh mua một xe anh nhá. Anh mua em một xe anh mua 200. Em có mua đâu? Trăm rưỡi gành đào. Trăm nghìn. Nghìn cành đào. Sáng giờ cành nào chứ chị? 700 nha chú. Sáng giờ mấy cành rồi? Ôi, bán rồi. Thế mà vẫn chặt bằng giả. Rút hết sạch. Thật ra hôm nay không đi ô tô, đi ô tô lấy 100 ông ấy về với ở cổng nữa. Chơi 2 ngày.
Phạm chết. Căn bản là mình phải cầm ý. Chịu không? Ông ơi, ông mang ảo này. Đây, ông mang ra cắm nó hồ cho tôi cái. Cắm nó hồ. Cắm nó hồ kìa. Con xác đây nó chửi. Cản cái cành này mà nó còn hơn nhiều nội 1,5 triệu 2 triệu ngay. Thì đấy. Thế chả cần phải chặt, cứ để ở vườn đi, năm sau bán. Ông mang đi lẳng ấy ra ấy. Thank you.